Vâng, Nội Thất Sen xin chào các bạn. Hôm nay Nội Thất Sen xin giới thiệu với các bạn chiếc bàn chân sắt chữ U có hai ngăn kéo mặt gỗ công nghiệp màu 383, gọi là màu Fami các bạn nhé, màu PO của Fami. Mặt dày là 2,5 cm, có hai ngăn kéo có thể kéo ra kéo vào, chân sắt sơn tĩnh điện. Chi tiết bàn đây các bạn nhé, mặt bàn phía trước có yếm tre, đó, yếm tre váy các bạn nhé. Mặt bàn là màu 383, màu Fami, màu PO của Fami các bạn nhé. Đây tổng quan của bàn đây. Bàn này hiện tại có bán tại Nội Thất Sen, kích thước là 1m2, rộng 60, cao 75 cm. Ngăn kéo có thể mở ra đóng vào các bạn nhé. Đây, đó, hai bên rất tiện dụng để đồ. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua bàn xin liên hệ số điện thoại là 0912 554 668, 0912 593 222. Để xem thêm các sản phẩm, quý vị có thể truy cập trang web là bàn chân sắt.com, nội thất sen.com. Chào quý vị và các bạn.